Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe bài thơ Quê Hương, tác giả Quang Nguyễn, qua giọng ngâm Mỹ Duyên. Quê hương là tiếng ru hơi phóng mưa kéo kẹt, à ơi chưa quê hương vọng mãi tiếng phê bê bê đỏ lửa cay xè mặt ta. Quê hương dợp bóng cây đa, sân đình giếng nước mái nhà siêu phong. Mãi trường thân yêu, quê hương là tiếng sáo diều, tháng ba ngày tàn bao nhiêu nhọc nhằn. Tiếng mẹ san lời cha ấm áp in hằn trong tim. Quê hương thanh thôn tiếng chi con gà gọi tìm bạn mai. Quê hương gánh nặng đôi vai, dòng sông bên nước lưỡi chài đêm trăng. Con đàn gà chiếm chiếm lon con cùng nhau bơi đất chiều con ngã. Xóm làng văn hoa từng giờ đổi thay, quê hương sao đẹp hôm nay
ai quên được những ngày thuở nằm ven bờ sông Nhuệ, cách trung tâm Hà Nội 35 km về hướng Tây Nam, có một làng Việt cổ đã tồn tại trên 1.000 năm. Đó là làng Tri Chỉ, tên nôm gọi là Kẻ Chỉ hay làng Chỉ, thuộc xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Vào đời Lê Thái Tông, niên hiệu Thiệu Bình 1434-1439, Tri Chỉ là một xã của Tổng Hòa Mỹ, huyện Phú Xuyên, Phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam. Có nghĩa là từ thời điểm đó, Tri Chỉ đã có tên chính thức trong hệ thống làng xã Việt Nam cổ xưa. Cho đến đầu thế kỷ 19, từ trấn Sơn Nam đổi thành Sơn Nam Thượng, trước năm 1945, là xã Tri Chỉ thuộc Tổng Tri Chỉ, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông. Từ buổi sơ khai cách đây hàng nghìn năm, nơi đây còn là vùng đầm lầy hoang vu, với những bãi bồi ven sông, với những cư dân trải lưới đầu tiên, đất lành chim đầu. Trải qua bao đời khai phá, ông cha ta đã chung lưng đấu cật, nhổ gốc bốc trà, thau chua sửa mặn, biến những đầm lầy hoang vắng lau sậy um tùm thành những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, xây dựng nên quê hương Tri Chỉ nên thơ và đầm ấm cho đến ngày nay. Tri Chỉ là một làng quê còn lưu giữ được nhiều yếu tố văn hóa truyền thống, với người dân chân chất thật thà, sớm tối làm bàn với con trâu, cái cày, thuở ruộng, trong mái nhà giản dị nhưng đầm ấm nghĩa tình, dòng tộc với cây đa, bến nước, sân đình, mái chùa cổ kính tạo nên một bức tranh quê qua câu ca dao: mênh mang một dải Nhuệ sang, long lanh sóng nước in hàng cây xanh, đình chùa cổ kính uy thanh, cảnh quan Tri Chỉ như tranh sắc màu. Theo âm nghĩa Hán Việt, chi là biết, chỉ là rừng, Tri Chỉ có nghĩa là biết rừng. Là một làng Việt cổ, văn hóa làng luôn gắn liền với văn hóa dòng họ, quá trình tự khẳng định của một làng quê Việt Nam với các gia tộc, dòng họ đến khai phá định cư trên mảnh đất này. Là một trong những dòng tộc đầu tiên đến khai phá định cư của làng Tri Chỉ 1522, Lê Đăng Đại Tông luôn tự hào với các bậc thủy tổ với hai nghề cao quý theo gia phả để lại thì: thủy tổ tài đức khiêm nhường, ba đời bốc thuốc quan trường thái y, thầy đồ dạy chữ tạc ghi, vinh danh nghề ấy duy trì đến nay. Trích trong bài hát văn Sáng Mãi Lê Đăng. Với bề dày truyền thống qua nhiều thế kỷ, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cho đến nay con cháu dòng họ định cư trên khắp mọi miền tổ quốc và một số nước trên thế giới, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, với tinh thần đoàn kết, chăm chỉ lấy sự hiếu học làm hàng đầu, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới ngày đại lễ 2022 kỷ niệm 500 năm thủy tổ định cư với ngôi nhà chung Tri Chỉ. Tổ phụ Lê Đăng ánh sáng ngời, 500 năm ấy vượt trùng khơi, lưu truyền đức hạnh cho con cháu, phát lộc tài năng đến muôn đời. Để đến hôm nay phát huy truyền thống văn hóa quý báu của tiên linh tiên tổ để lại, tôn vinh công đức các vị tiền bối, hướng tới ngày đại lễ 20 tháng 8 năm Nhâm Dần 2022, được sự cổ vũ khích lệ của ban trị sự, của các ông bà, anh em, con cháu trong dòng tộc,
mà tác giả Một Người Con Đời Thứ 17 đã cảm xúc viết lên áng thơ ca ngợi quê hương công đức của các bậc tiền bối, người đã làm rạng danh dòng tộc Lê Đăng trong cái nôi văn hóa truyền thống của làng quê Việt Nam. Mời các ông bà, anh em, con cháu trong dòng tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc và thế giới cùng tất cả các bạn hãy lắng nghe bài thơ Quê Hương Cội Nguồn Tiên Tổ, tác giả Lê Đăng Lộc, bút danh Lê Văn Lộc, qua giọng ngâm Mỹ Duyên. Cây có gốc nở cành xanh la, nước có nguồn biển sông sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Thủy tổ lập nghiệp, nhịp cầu hướng chi chung chi chỉ ơi miền nhớ, cứ thu về tâm ở hướng nôi. Lê Đăng dựng nghiệp bao đời, ngàn năm vẫn sáng anh ơi vườn đào. Ơn tiên tổ núi cao ngàn trường, cho cháu con hưởng phường khí thiêng. Trước bàn thờ tổ quy nghiêng, anh linh phải tạ khẩn cầu cho cây đức nở màu hoa thắm, kết đơm bông sâu thẳm lan truyền đôi bờ hạnh phúc con thuyền. Kháng ninh xa bạch mọi miền sáng soi, tháng 8/20 mọi miền quê, từ đường con cháu tụ hội về, thành kính dâng hương để đến hàng năm dỗ lại về.